Tôn danh giá cô được 36 tỉnh đồn.
tình có nhiều điều, mình giống ai đầy hai cái cổ tay bé tí bằng hai cái bắp cày, thân hình cô nhỏ nhắn xanh tay con voi ngang đôi má trắng nõn như là hòn Thank you.
để kết thúc phần thi học kỳ 2 của lớp tập 1. Sau đây sẽ là thí sinh Đặng Đức Tám thể hiện tiết mục Ơn Nghĩa Sinh Thành lời cổ theo điệu Thập Ân Phụ Mẫu. Thank you.
Để mở đầu phần thi của lớp hát sẩm khóa 2 sẽ là phần thi của hai thí sinh Vũ Ngọc Lương và Đinh Thảo với tiết mục Sướng Vì Chồng Lời Cổ theo làn điệu Chênh Bông.
chương trình dự thi của hai lớp khóa sập, của hai lớp hát sập khóa 1 và khóa 2 đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể ban giám khảo cũng như các thí sinh cùng toàn thể các khán giả đã đến tham dự buổi dự thi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Thank you.